đang có cái sự tiến bộ rất là vượt bậc. Trong năm vừa qua thì Đỗ Thị Hoài đã như chúng ta đã biết là Nguyễn Thị Hoài và Đỗ Thị Phương Hồng. Đỗ Thị Hoài và Nguyễn Thị Phương Hồng, xin lỗi các bạn. À, đôi nữ đã giành được huy chương đồng SEA Games năm trước tại Malaysia. Đây cũng sẽ hứa hẹn là một trận đấu rất căng thẳng. Nguyễn Thị Sen nhiều năm liền, Bắc Giang là một trong những tay vợt chủ lực ở nội dung đồng thời đánh đơn và đánh đôi, sự đánh đôi cùng với Nguyễn Thị Trang. Nhưng ở khía cạnh chuyên môn thì Sen là một trong những tay vợt đánh đơn chủ lực của đội Bắc Giang. Dung đồng đội nam Thành phố Hồ Chí Minh thắng với Hà Nội với tỷ số 3-0. Còn chúng ta đang theo dõi ở nội dung chung kết đồng đội nữ giữa Bắc Giang và Thái Bình. Hai đội đang có tỷ số là 1-1. Ở trận đấu thứ 3 này, nếu đội nào thắng cuộc sẽ vươn lên dẫn trước với tỷ số 2-1. Như tôi nói với các bạn rằng ở các nội dung đồng đội nữ, Bắc Giang và Thái Bình rất căng thẳng, luôn luôn căng thẳng. Sen đang vươn lên tạm dẫn với tỷ số 2-0. Đầu ra ngoài, đổi giao cầu điểm cho Đỗ Thị Hoài, 1-2. Đánh cầu không qua lưới, điểm cho Đỗ Thị Hoài 2-2. Vừa rồi Hoài đã có một pha đánh cầu dọc biên rất hiểm. Không qua lưới, điểm 3-2 cho Đỗ Thị Hoài. Bình luận viên Vũ Quang tiếp tục bình luận trận thi đấu. Không, bây giờ tôi phải xuống làm công tác. Em chuyển nước đi. Cầu rất thông minh, quan sát thấy Sen đã nhô cao trên lưới và Đỗ Thị Hoài đã có pha đánh cầu chéo cao ra cuối sân, khiến pha cầu thứ hai rất đơn giản để ghi điểm. Hoài đang tạm dẫn với tỷ số 4-3. Còn trong sân, đổi giao cầu điểm cho Nguyễn Thị Sen 4-4. Rất tiếc. Sen đã đập cầu ra ngoài, đổi giao cầu điểm cho Đỗ Thị Hoài 5-4. Trước giải đấu này diễn ra thì có thể nói là một bất lợi rất lớn cho đoàn Bắc Giang. Đó là Nguyễn Thị Sen đã có một chấn thương nho nhỏ ở cổ chân.
qua lưới. Một pha cầu rất may mắn của Đỗ Thị Hoài. Mạnh Tuấn nhìn tỷ số chưa Mạnh Tuấn ơi? Tỷ số đang là 6-4 nghiêng về Hoài. Bình luận viên Vũ Quang từ VTV được triệu tập về để truyền hình trực tiếp cho các bạn khán thính giả theo dõi trận đấu. Cầu trong sân. Điểm 7-4 cho Đỗ Thị Hoài. Đập cầu tốt. Đổi giao cầu và điểm cho Nguyễn Thị Sen 5-7. Đặt cầu tốt. Điểm cho Nguyễn Thị Sen 6-8. Anh ngang trận này thì Thái Bình sẽ 3-1. 3-1. Nếu thắng trận này thì Thái Bình sẽ thắng 3-1. Thì đôi của Thơ với đánh với Vân Anh với Lan trước. Đôi của Trang Sen lại xuống đôi là Vân Anh với Lan khi nó có cơ ăn Thơ với cả Vân Anh. Anh nghĩ thế. Đâu? Thơ với Giang hay sao? À Thơ với Hạnh. À Thơ với cái em không phải cái Vân Anh. Ly ấy. Cái gì mà đánh với trước anh với cái Hạnh ấy nhỉ? Hay đánh với Hạnh ấy. Cái hay đánh với cái Hạnh là của bên Hạnh quyền bác tên. Nhưng mà anh nghĩ là và đặt lại không qua, đặt cầu không qua lưới của Đỗ Thị Hoài. Điểm cho Nguyễn Thị Sen 7-8. Làm Vân Anh làm tốt. Tốt. Thơ giờ có tuổi rồi. Dường như pha đánh cầu vừa rồi của Nguyễn Thị Sen theo chúng tôi nhận định là hơi ẩu. Nhận thấy pha đập cầu đường cầu của Đỗ Thị Hoài cao, Sen muốn đánh một pha cầu bạt ngay về phía cuối sân. Nhưng cầu không qua lưới, điểm cho Đỗ Thị Hoài 9-7. Cầu ra ngoài. Chúng tôi nhận định đó là pha cầu ra ngoài. Chính xác là ra ngoài. Vũ Thị Sen cần xem mà chúng tôi có thể quay lại để xem. Điểm cho Đỗ Thị Hoài 17. Đó là pha cầu ra ngoài. Trọng tài biên đã bắt chính xác. Dù không có công nghệ diều hâu nhưng chúng tôi xác định pha cầu đó một cách rất chính xác, cầu ra ngoài. Sen vừa đánh có một pha cầu kéo đường chéo lưới nhưng không qua. Điểm cho Nguyễn Thị Hoài 11-7, Đỗ Thị Hoài 11-7. Theo chúng tôi nhận định thì ở nội dung chung kết đồng đội nữ sẽ là những nội dung và những trận đấu rất căng thẳng. Một cuộc xoắn ngôi ngoạn mục. Ở tất cả những trận đấu các kết quả rất khó đoán. Theo như giới nhận định của làng Cố Lâm thì khả
năng ngôi vị nhất của đồng đội nữ sẽ thuộc về Thái Bình. Chúng ta hãy cùng theo dõi và cổ vũ để có một cuộc đảo chính ngoạn mục và thành công. Hoài vừa có một pha đánh cầu đặt cầu trên lưới không thành công, cầu không qua, đổi giao cầu và điểm cho Nguyễn Thị Sen 9-11. Lúc nãy không có bình luận, 20-20, một bình luận lên 90. Ngày mai chỉ có bình luận. Vâng, xin lỗi các bạn, vừa rồi là một sự cố hoàn toàn ngoài khả năng của những người làm công tác chuyên môn cũng như đang phát truyền hình trực tiếp trận chung kết nội dung đồng đội nữ giữa Bắc Giang và Thái Bình. Nguyễn Thị Sen đang vươn lên ở những pha cầu vừa rồi và liên tục ghi điểm. Chị đang có điểm số với Nguyễn Thị Hoài là 12-13. Cầu rất tốt. Nhưng ở pha cầu cuối cùng thì Nguyễn Thị Sen đã đánh cầu ra ngoài. Nhưng ở pha cầu trước đó thì Đỗ Thị Hoài đã có một pha ép cầu trên lưới rất nhanh vào Đỗ Thị Sen, và ở pha cầu khó đó thì chị đã khống chế cầu đường cầu tốt, nhưng ở pha cầu thứ hai thì chị lại đánh cầu ra ngoài, đổi giao cầu và điểm cho Đỗ Thị Hoài 14-12. Pha đánh cầu rất tốt, thể hiện sự tinh tế và đầy kỹ thuật của Nguyễn Thị Sen, đổi giao cầu và điểm 13-14. Đặt cầu tốt. Lại một pha cầu rất kỹ thuật của Nguyễn Thị Sen. Và kéo cầu chéo lưới. Điểm 14 đều. Nguyễn Thị Sen đã cân bằng điểm số. Điểm cho Nguyễn Thị Sen 15-14. Sao trọng tài viên lại ra phủ hiệu cầu trong sân, dường như anh đang cảm thấy có lỗi với pha cầu trước khi mình không quan sát kỹ. Khi trước đó thì Nguyễn Thị Sen đánh cầu ra ngoài, pha cầu trước đó đúng là pha cầu ngoài, trọng tài ra phủ hiệu cầu ngoài, nhưng Nguyễn Thị Sen thì đã có chút phản ứng, và dường như trong pha cầu vừa rồi thì trọng tài biên đền đáp lại đã muốn trả lại một chút
công bằng, nhưng theo chúng tôi thì anh đã không làm tốt trong vai trò của trọng tài biên, đó là tập trung và quan sát. Điểm cho Đỗ Thị Hoài 17-16. Đập cầu vừa rồi Nguyễn Thị Sen đã thực hiện một đường đánh đập cầu chéo nhưng lực là không đủ. Đỗ Thị Hoài đã tận dụng đường cầu đó đẩy sâu về phía cuối biên và ghi điểm 18-16. Cầu ra ngoài. Điểm 19-16. Đỗ Thị Hoài đang có lợi thế rất tốt về điểm số cũng như tâm lý. Cầu ngoài sân. Điểm 20-16 cho Đỗ Thị Hoài. Đúng điểm liên tục. Đó là những pha mất điểm rất tiếc của Nguyễn Thị Sen, trong khi chị hoàn toàn có thể làm tốt hơn. Cầu không qua lưới. Ở pha cầu vừa rồi đó là cơ hội dứt điểm về mặt điểm số cũng như ở ván đấu đầu tiên. Nhưng Đỗ Thị Hoài đã đánh cầu vào lưới, đổi ra cầu điểm 17-20 cho Nguyễn Thị Sen. Cầu không qua lưới. Rất tiếc cho Nguyễn Thị Sen. Ở ván đấu thứ nhất, ở pha gài cầu trên lưới vừa rồi, cầu đã không qua sân. Trận đấu thứ nhất kết thúc với tỷ số 21-17. Trong khi chúng ta nghỉ giải lao chờ các vận động viên vào tiếp tục vào thi đấu ở ván đấu thứ hai, thì chúng tôi cũng xin phép được thông báo lại, đó là ở hai nội dung chung kết đồng đội diễn ra tối ngày hôm nay, thì ở nội dung chung kết đồng đội nam giữa thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đã kết thúc trước đó với phần thắng nghiêng về thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 3-0. Trận đấu đang diễn ra ở trên sân, đó là nội dung đồng đội nữ giữa Thái Bình và Bắc Giang. Tỷ số ở hai ván đấu, hai xác đấu thứ nhất, hai đội đang có tỷ số là 1-1. Đây là ở ván đấu thứ ba. Đỗ Thị Hoài đang tạm dẫn 1-0 với Nguyễn Thị Sen. Trận đấu thứ hai. Đánh cầu ra ngoài. Điểm cho Đỗ Thị Hoài. 1-0. Chúng tôi không biết là chấn thương có cổ chân có ảnh hưởng đến Nguyễn Thị Sen hay không. Nhưng dường như chị đang gặp vấn đề về tâm lý nhiều hơn. Đỗ Thị Hoài đã đánh cầu ra ngoài, đổi ra cầu và điểm cho Nguyễn Thị Sen 1-1. Đánh cầu không qua lưới. Điểm cho Nguyễn Thị Sen 2-1. Thank you.
chấm đúng không? 4 là 2 khẩu rồi. Đó là 4 5.6. Là 1 khẩu bao giờ cũng đắt hơn. Con này là 2.8 rồi đúng không? Ừ, là 2.8. Đánh cầu không qua lưới, rất tiếc cho Nguyễn Thị Sen. Đổi giao cầu điểm cho Đỗ Thị Hoài, 2 đều. Liệu sẽ có một cuộc xoán ngôi ngoạn mục hay không khi Thái Bình là đơn vị đã đầu tư rất nhiều cho nội dung đồng đội nữ, mà ở kỳ đại hội trước họ đã thua chính Bắc Giang tại sân nhà. Vâng, thêm một yếu tố nữa đó là tại sân nhà. Theo như chúng tôi nhận định thì Vũ Thị Sen khó có thể vượt qua Đỗ Thị Hoài. Vận động viên trẻ đang có cái sự tiến bộ rất là vượt bậc. Trong năm vừa qua thì Đỗ Thị Hoài đã 5 năm năm trước rồi. Trên game vừa rồi thì Đỗ Thị Hoài và Đinh Thị Phương Hồng đã giành huy chương đồng SEA Games ở dung đôi nữ. Cầu ngoài, một pha đánh cầu rất khó hiểu của Nguyễn Thị Sen. Ở một pha cầu non, chỉ có ý định phông ra cuối sân nhưng cầu lao và đi ra ngoài. Đỗ Thị Hoài vừa thực hiện một pha cầu đặt kéo đường chéo ở trên lưới nhưng cầu đi ra ngoài. Đổi giao cầu và điểm cho Nguyễn Thị Sen, 5-4. Cầu trong sân, như vậy là trọng tài viên quyết định đó là pha cầu trong sân. Điểm cho Nguyễn Thị Sen, 6-5. Cầu ra ngoài, điểm cho Nguyễn Thị Sen, 7-5. Một pha cầu tốt, điểm cho Nguyễn Thị Sen, 8-5. Có vẻ năm nay một trận chung kết sẽ rất khó khăn với đội tuyển Bắc Giang. Rất hay pha kéo cầu chéo lưới của Nguyễn Thị Sen, rất là hay. Điểm cho Nguyễn Thị Sen, 9-5. Sân rất tốt của Nguyễn Thị Hoài. Đổi một điểm, 6-9.
hay pha kéo cầu chân lưới của Wittisen đổi một điểm 16. Đề nghị bình luận viên Vũ Quang di chuyển lên phía máy quay để tiếp tục bình luận các trận đấu. Pha tấn công rất tốt của Hoài. Điểm 17. Cầu ngoài rồi. 8-10 cho Hoài. Bắc Giang năm nay nếu đẹp trước vô địch sẽ rất vất vả. Theo giới chuyên môn đánh giá thì Bắc Giang năm nay sẽ rất khó khăn. Khả năng Thái Bình sẽ xoán ngôi. Thực sự là các vận động viên của Thái Bình đã tiến bộ vượt bậc trong năm vừa rồi. Các vận động viên đã chuẩn bị rất kỹ cho đại hội này. Pha đánh cầu không qua của Nguyễn Thị Sen. Điểm cho Hoài 10-10. Vâng, rất bất ngờ sau khi dẫn Đỗ Thị Hoài, Nguyễn Thị Sen lại mất liên tục những số điểm theo chúng tôi là rất quan trọng để tạo yếu tố tốt cho tâm lý. Như vậy là Đỗ Thị Hoài đã lại vươn lên dẫn với tỷ số 11-10. Lại một pha đánh cầu không qua lưới, điểm cho Đỗ Thị Hoài 12-10. Có vẻ như các vận động viên của Bắc Giang hôm nay đã bước chân trái ra khỏi nhà. Thực sự những pha đánh cầu thường xuyên của các vận động viên Bắc Giang thật là khó hiểu. Chúng tôi không thể hiểu rồi các vận động viên Bắc Giang có thể đánh cầu hỏng liên tục như vậy. Những pha cầu không khó một cách rất đáng tiếc. Khả năng đeo bám của Đỗ Thị Hoài ở nội dung đơn cũng rất tốt. Mặc dù đây không phải là nội dung chuyên của chị, cầu ra ngoài. Rất tiếc, đổi giao cầu và điểm cho Nguyễn Thị Sen 11-13. Hà Nội Hồ Chí Minh, Hà Nội thắng với tỷ số 3-0. Đó lại là một phát cầu ra ngoài của Nguyễn Thị Sen. Đổi giao cầu và điểm 14-11. Ôi ngã đấy. Đổi giao cầu điểm 12-14 cho Nguyễn Thị Sen.
Cầu ngoài mất rồi. Ở thời điểm này theo chúng tôi nhận định là Nguyễn Thị Sen cần những đường cầu an toàn, những đường cầu dài. Trong khi đó chị lại liên tục đánh những pha cầu ra ngoài sân, lại tiếp tục một pha cầu ra ngoài. Những đường cầu mất điểm một cách rất khó hiểu và đáng tiếc. Điểm số bây giờ đã là 16-12 cho Đỗ Thị Hoài. Điểm số rất dễ dàng cho Đỗ Thị Hoài. Chúng tôi thực sự nghĩ rằng Sen đang gặp vấn đề rất lớn về tâm lý. Đường cầu liên tục thiếu sự ổn định. Trong khi đó sức trẻ của Đỗ Thị Hoài và khả năng đeo bám rất tốt. Pha cầu tấn công. Đập cầu tốt. Đổi giao cầu và điểm cho Nguyễn Thị Sen 13-17. Không thể hiểu được một pha cầu mà chị đã đợi sẵn, cầu non theo số lại một pha cầu vào lưới. Điểm số 19-13 cho Đỗ Thị Hoài. Tôi cảm giác trận này như là Brazil đá World Cup khi mà bị yểm bùa. Có vẻ như kéo cầu lên chéo không lưới. Điểm số 20-13, điểm kết thúc trận đấu. Bắc Giang đang gặp bất lợi rất lớn khi ở trận đơn thứ 3, Nguyễn Thị Hoài đang dẫn lợi thế để ghi điểm số thắng lợi và tạm dẫn Bắc Giang với tỷ số 2-1 sau tổng 3 lượt trận thi đấu ở nội dung đồng đội nữ. Anh Quang của VTV đang bình luận nhé, chứ không phải Dũng đâu Quang ơi. Bình luận hay của anh Dũng ơi. Đập cầu tốt. Điểm cho Nguyễn Thị Sen. Giá như chị chắc chiu hơn ở những pha cầu trước. Mà theo chúng tôi nhận định đó là những pha cầu rất dễ dàng. Sen hoàn toàn đủ chân đủ tay để thực hiện những pha dứt điểm, nhưng chị lại đánh cầu ra ngoài. Vậy là tỷ số đã kết thúc. Đỗ Thị Hoài đã thực hiện một pha cài cầu đường chéo, trong khi Nguyễn Thị Sen đã phải rất vất vả để cứu, và Đỗ Thị Hoài đã có cơ hội dứt điểm ngay trên lưới.